Nguyệt Thành xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự trưa thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2023. Thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự trưa hôm nay, chúng tôi tiếp tục tới với quý vị các tin tức liên quan tới tình hình kinh tế, chính trị, xã hội Việt Nam và các tin tức quốc tế nổi bật. Mà thưa quý vị, liên quan tới cái vụ bắt giữ người mẫu Ngọc Trinh về một cái tội danh được cho là gây rối trật tự công cộng trên không gian mạng. Và điều đó đã khiến cho dư luận xã hội hết sức ngạc nhiên, bởi vì hiện nay các cái điều luật của Việt Nam chưa đề cập tới điều gọi là gây rối trật tự trên không gian mạng. Dù rằng có những cái thông tin cho rằng luật an ninh mạng đã đề cập nhưng chưa chi tiết. Song có một cái vấn đề quan trọng thưa quý vị, đó là liên quan tới cái vụ án Ngọc Trinh. Trên mạng xã hội người ta đưa ra những cái so sánh trong câu chuyện hai anh em nghệ sĩ xước Giàng Quốc Cờ và Giàng Quốc Nghiệp cũng chạy xe gắn máy, thậm chí còn biểu diễn xiếc trên xe tại khu vực thành phố Thủ Đức Sài Gòn, trong khi người mẫu Ngọc Trinh điều khiển xe với những cái động tác được cho là nguy hiểm, song vẫn đội mũ bảo hiểm. Còn rõ ràng hai anh em nghệ sĩ họ Giàng không đội mũ bảo hiểm, không sử dụng các cái thiết bị an toàn, và họ cũng là những người nổi tiếng. Vậy liệu tại sao công an thành phố Hồ Chí Minh có xử lý pháp luật đối với họ hay không? Một cái chủ đề thứ hai đó là liên quan tới chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam ông Võ Văn Thưởng tới Trung Quốc. Và như quý vị đã biết, có một cái thái độ của phía Trung Quốc đưa ra được cho là thiếu thiện chí, thậm chí có những tin tức của Reuters cho hay chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 được cho là được hoãn vô thời hạn, trong khi có những thông tin cho biết khả năng Tập Cận Bình sẽ sang thăm Việt Nam vào tháng 12. Tại sao giữa Việt Nam và Trung Quốc lại có những cái sự quan hệ xấu đi nghiêm trọng như vậy? Nó liên quan gì tới những cái đồn đoán cho rằng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng bị kẹt ở vành đai và con đường? Một cái nội dung thứ ba, thưa quý vị, cũng liên quan tới Trung Quốc. Một cái thông tin về việc Việt Nam bắt hàng loạt các cái lãnh đạo ngành đất hiếm đã khiến cho giới phân tích lo ngại về khả năng cạnh tranh với Trung Quốc về lĩnh vực này. Và nhiều quý vị đã biết Bộ Công an Việt Nam vừa bắt giữ 6 người bị cáo buộc vi phạm các quy định về khai thác rất hiếm một cái nguyên liệu quý trong các cái ngành công nghiệp, bán dẫn, sản xuất pin ô tô điện, vân vân và vân vân. Sự việc xảy ra trong cái thời điểm có cái sự cạnh tranh rất cao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, được biết những cái nhân vật và các cái công ty bị bắt giữ, họ đã xuất lậu các cái đất hiếm sang Trung Quốc, bởi vì chi phí tạo ra những cái nguyên liệu tinh của Việt Nam rất đắt. Tuy nhiên được biết hiện nay đất hiếm của Việt Nam chưa được khai thác, đầu tư không được khuyến khích và phải bán cho Trung Quốc với một cái giá rất thấp, bởi Trung Quốc đang gần như độc quyền. Một cái nội dung liên quan tới tình hình Biển Đông cũng là điều hết sức nghiêm trọng. Nếu quý vị biết rằng trong những ngày gần đây, Trung Quốc liên tục tạo ra các cái áp lực không chỉ đối với Philippines. Trung Quốc đã có những cái hành động cho tàu hải cảnh đâm thẳng vào cái tàu vận tải hàng hóa tiếp vận của Philippines, mà Trung Quốc còn tiếp tục gây rối ở khu vực bãi tư chính của Việt Nam. Và thưa quý vị, bản tin bài bình luận ngày hôm nay sẽ kết thúc bằng các cái tin tức liên quan tới tình hình chiến sự Ukraine và giải Gaza. Và thưa quý vị, như thường lệ, chúng ta bắt đầu bằng cái nội dung bản tin thời sự. Một cái bản tin thời sự đầu tiên chúng tôi tới quý vị, nó là câu chuyện liên quan tới tình hình Biển Đông. Trong cái bản tin với tựa đề "Tàu cá Trung Quốc ngang nhiên tới gần đảo Phú Quý, song ban lãnh đạo Hà Nội vẫn nín lặng". Theo đó, rất nhiều tàu cá của Trung Quốc ngang nhiên hoạt động ở khu vực đảo Phú Quý thuộc chủ quyền của Việt Nam. Theo ông Raymond Power,
một người đứng đầu một cái dự án theo dõi tình hình thời sự Biển Đông tại Đại học Stanford, California, cho biết ngày 18 tháng 10, một cái đoàn tàu đánh cá của Trung Quốc đã hoạt động ở phía đông của đảo Phú Quý giữa khoảng 50-120 lý, tức là một cái khu vực hoàn toàn nằm trong phạm vi vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, bản tin không nói rõ có sự có mặt của lực lượng cảnh sát biển hay kiểm ngư hay không, mà chỉ nêu ra các sự kiện tàu đánh cá Trung Quốc hoạt động bất hợp pháp trong cái vùng biển đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Một cái điều người ta ngạc nhiên đó là hoàn toàn không thấy những cái phản ứng từ Bộ Ngoại giao Việt Nam. Trước đó, ngày 21 tháng 9, tướng Bùi Quốc Hoài, chính ủy cảnh sát biển, đã từng đến đảo này để tuyên truyền trong cái việc chống khai thác thủy sản bất hợp pháp cho ngư dân huyện đảo Phú Quý. Ngoài ra, được biết ở đây Việt Nam đặt một cái đài radar để theo dõi các hoạt động trên không, trên biển ở khu vực. Trong lúc lãnh đạo Việt Nam đang cố gắng ngăn chặn ngư dân đánh cá bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài để mau chóng được gỡ thẻ vàng bị Liên minh châu Âu đe dọa trong việc cấm xuất khẩu thủy sản, trong khi tàu Trung Quốc tiếp tục đánh cá sâu trong vùng biển của Việt Nam. Thậm chí tàu Trung Quốc vào cách đảo Cồn Cỏ của tỉnh Quảng Trị có 11 hải lý theo hướng Đông Bắc, trong khi rất nhiều các cái tàu đánh cá của Việt Nam từng bị các cái tàu hải cảnh của Trung Quốc đâm chìm khi hoạt động trong vùng biển quần đảo Hoàng Sa, mà Việt Nam vẫn tuyên bố chủ quyền. Một cái điểm đáng chú ý theo giới phân tích đó là tin tức tàu Trung Quốc ngang nhiên hoạt động bất hợp pháp trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam xảy ra trước hai ngày Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Bắc Kinh để dự một cái diễn đàn vành đai con đường. Biểu tại Bắc Kinh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đề nghị Việt Nam Trung Quốc tạo ra những cái nỗ lực, những cái không khí thuận lợi cho tổng thể quan hệ song phương, kèm theo những cái lời kêu gọi hai bên tôn trọng lợi ích chính đáng của lẫn nhau. Trong khi đó, giới quan sát liên quan tới hồ sơ Biển Đông khẳng định trong suốt cả tháng 9, tàu hải cảnh của Trung Quốc đã quanh quẩn thường trực tại khu vực bãi tư chính, nơi Việt Nam đang có các cái hoạt động liên doanh khai thác dầu khí với Liên bang Nga. Được biết, tàu của Trung Quốc canh chừng không cho Việt Nam khoan thêm các cái mỏ mới ở khu vực vùng biển này. Theo Trung Quốc cho rằng, vùng biển nằm trong hình lưỡi bò của họ. Những cái điều vừa kể khiến cho dư luận xã hội ngạc nhiên tại sao các cái tàu đánh cá của Trung Quốc hoạt động công khai trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà hoàn toàn không bị cảnh sát biển hay lực lượng kiểm nghi trừng phạt hay đẩy đuổi họ. Và thưa quý vị, trong khi đó Trung Quốc và Philippines có một sự kiện nghiêm trọng liên quan tới chủ quyền, đó là hai bên đã cáo buộc lẫn nhau về một cái vụ va chạm tàu ở Biển Đông khi các tàu Trung Quốc cố tình ngăn chặn các cái tàu vận tải tiếp tế của Philippines ngày 22 tháng 10 trong cái vụ đối đầu trên biển mới nhất. Được biết, quân đội Philippines đã sử dụng một cái tàu vận tải để chuyển đồ tiếp tế cho các binh sĩ đóng trên một cái tàu vận tải reset từ chiến tranh thế giới thứ hai, được Philippines sử dụng làm tiền đồn trên bãi cạn. Và điều đó đã khiến cho lực lượng hải cảnh của Trung Quốc liên tục triển khai các cái tàu ngăn chặn việc tiếp tế. Trong khi đó, một cái sự kiện xảy ra vào sáng sớm ngày 22 tháng 10, lực lượng hải cảnh Trung Quốc cho biết đã có một cái vụ va chạm nhẹ giữa một trong các tàu hải cảnh với tàu của Philippines khi lực lượng hải cảnh Trung Quốc ngăn chặn một cách hợp pháp một chiếc tàu vận chuyển vật liệu xây dựng trái phép tới khu vực đồn trú của hải quân Philippines. Và được biết, chính quyền Philippines đã phản ứng bằng cách lên án ở một cái mức độ mạnh nhất và các cái hành động ngăn chặn nguy hiểm đối với tàu của Trung Quốc. Trong khi đó, Hoa Kỳ lập tức lên tiếng bày tỏ với sự ủng hộ đối với quân đội Philippines, đồng thời tố cáo Trung Quốc đã cố ý làm gián đoạn sứ mệnh tiếp tế hợp pháp của quân đội Philippines. Trong khi đó, Đại sứ Hoa Kỳ tại Philippines khẳng định rằng trước đây, Hoa Kỳ luôn luôn sát cánh với bạn hữu các đối tác đồng minh để bảo vệ chủ quyền của Philippines.
thì đến nay quan điểm đó không thay đổi, đồng thời khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, trong đó có quyền lợi của Việt Nam. Và thưa quý vị, như thường lệ, đó là nội dung bản tin của Đài Á Châu Tự Do 23 tháng 10 năm 2023. Theo Đài Á Châu Tự Do cho biết, truyền thông trong nước đưa tin hôm 8 tháng 10, ông Nguyễn Phú Trọng được chọn làm trưởng tiểu ban nhân sự cho Đại hội 14 sẽ diễn ra năm 2026. Nhân dịp này, AFA phỏng vấn giáo sư Cortair ở Trường Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Canberra về cách thức Đảng Cộng sản Việt Nam chọn nhân sự kế cận. Vị trí trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội 14 của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tác động thế nào đến chính trị Việt Nam? Trong Đại hội 13, ông Trọng cũng là trưởng ban nhân sự Đại hội. Một số chuyên gia phân tích rằng ông đã đặt ra quy chế nhân sự để ông Trần Quốc Vượng kế vị, nhưng cuối cùng ông Vượng phải về hưu. Sự kiện này có phản ánh điều gì về cách Đại hội Đảng chọn nhân sự kế cận hay không? Trên cương vị Tổng Bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng có trách nhiệm bồi dưỡng tiến cử người kế nhiệm. Với tư cách là trưởng ban nhân sự, Trọng sẽ lãnh đạo ủy ban xác định quy mô của Ban chấp hành Trung ương mới, bao nhiêu ủy viên chính thức và ủy viên dự khuyết, xác định cơ cấu tuổi dưới 50 tuổi, trong và dưới 60, 60 đến 65 và trường hợp đặc biệt miễn trừ cho những người trên 65 tuổi, và thành phần của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam kế tiếp theo khối hoặc ngành. Các địa hạt này bao gồm chính quyền cấp tỉnh và địa phương, cán bộ giữ các chức vụ trong chính phủ Trung ương và các cơ quan Trung ương, quân đội, công an và các lĩnh vực khác. Người đứng đầu tiểu ban nhân sự sẽ chủ trì các cuộc họp của ủy ban để đánh giá xem những người được đề cử vào các vị trí trong Ban chấp hành Trung ương có đáp ứng các yêu cầu thiết yếu do điều lệ và quy định của Đảng đặt ra hay không. Họ cũng có trách nhiệm đảm bảo việc chọn người sẽ đáp ứng các chỉ tiêu về đại diện ngành và độ tuổi. Sau khi tiểu ban nhân sự đáp ứng được, những đề xuất nhân sự của họ phải được Bộ Chính trị chuẩn y, rồi trình Ban chấp hành Trung ương phê duyệt. Ban chấp hành Trung ương có tiếng nói cuối cùng. Những người được đề cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa tiếp theo phải nhận được ít nhất 50% cộng với một phiếu bầu. Tháng 11 năm 2020, Ban chấp hành Trung ương đã bác bỏ việc Tổng Bí thư đề cử Trần Quốc Vượng làm người kế nhiệm. Ban chấp hành Trung ương sắp mãn nhiệm sẽ gửi kiến nghị tới các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Vào ngày cuối cùng của đại hội, các đại biểu sẽ bầu ra Ban chấp hành Trung ương mới. Ban chấp hành Trung ương mới sau đó sẽ họp và bầu ra Bộ Chính trị, sau đó bầu chọn một người trong Bộ Chính trị mới làm Tổng Bí thư. Tóm lại, tiểu ban nhân sự có vai trò nòng cốt trong việc định hình cơ cấu và thành phần của Ban chấp hành Trung ương được bầu tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 vào năm 2026. Nhưng tiếng nói cuối cùng vẫn thuộc về các đại biểu Đảng dự Đại hội 14. Nếu tiếng nói cuối cùng thuộc về đại biểu tham dự Đại hội 24, theo ông, điều gì quyết định việc bỏ phiếu của các đại biểu này tại đại hội? Trong đại hội đó, có sự cạnh tranh giữa các ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Tổng Bí thư không? Năm 2021 có 1857 đại biểu tham dự Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mỗi đại biểu được phát một danh sách tất cả các ứng cử viên đã được Ban chấp hành Trung ương sắp mãn nhiệm. Mỗi đại biểu được phát một danh sách tất cả các ứng viên đã được Ban chấp hành Trung ương sắp mãn nhiệm phê duyệt để bầu vào Ban chấp hành Trung ương mới hoặc Ban chấp hành Trung ương khóa 14. Danh sách này được chú thích chi tiết về vị trí mà ứng viên sẽ đảm nhiệm nếu được bầu. Tại đại hội không có một hoạt động vận động tích cực của cá nhân và các đại biểu không được đề cử bất kỳ ứng cử viên mới nào ngoài danh sách đã được thông qua. Cuộc bỏ phiếu là bí mật. Cũng có báo cáo rằng do các hạn chế của đại dịch Covid, việc bỏ phiếu được thực hiện bằng phương thức điện tử tại hội nghị vừa qua. Có thể sẽ có cuộc thảo luận không chính thức giữa các đại biểu tại đại hội. Ví dụ các đại biểu cùng tỉnh có thể thảo luận quan điểm của họ. Các đại biểu trước hết sẽ bỏ phiếu bầu ứng cử viên vào Ban chấp hành Trung ương mới. Như trên đã nói, chỉ những ứng cử viên nhận được 50% cộng với một phiếu bầu mới được trúng cử. Sau khi Ban chấp hành Trung ương mới được bầu, Ban chấp hành mới này sẽ tổ chức phiên họp toàn thể đầu tiên vào ngày cuối cùng của đại hội để bầu Bộ Chính trị mới. Sau đó họ sẽ bỏ phiếu xem thành viên Bộ Chính trị nào sẽ là Tổng Bí thư. Tại đại hội vừa qua, Ban chấp hành Trung ương sắp mãn nhiệm đã ấn định số lượng thành viên Bộ Chính trị mong muốn là 19, nhưng chỉ có 18 người đủ điều kiện. Nếu có tranh cử nội bộ trong đại hội đảng giữa các ứng viên, điều đó có thể định hình chính trị Việt Nam như thế nào? Các đại biểu tham dự đại hội toàn quốc chỉ có tác động không đáng kể đến thành phần ban lãnh đạo mới. Họ được quyền lựa chọn nhiều ứng cử viên hơn số lượng cần thiết để phục vụ cho Ban chấp hành Trung ương. Kết quả cuối cùng chỉ khác một chút so với hạn ngạch đặt ra cho giới tính, độ tuổi và
khối ngành cho ban chấp hành trung ương mới. Kết quả quan trọng nhất của việc bỏ phiếu tại Đại hội Đảng toàn quốc là sự tiếp tục thay đổi thế hệ khi những người đương nhiệm trên 65 tuổi và không được miễn trừ trường hợp đặc biệt sẽ phải nghỉ hưu. Nhóm ứng cử viên cho tứ trụ lãnh đạo, Tổng Bí thư Đảng, Thủ tướng, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội phải phục vụ một nhiệm kỳ 5 năm trong Bộ Chính trị mới đủ tiêu chuẩn. Ban chấp hành Trung ương mới sẽ bầu chọn ai là Ủy viên Bộ Chính trị và ai sẽ là Tổng Bí thư. Chính Bộ Chính trị mới sẽ quyết định ai sẽ được đề cử vào Quốc hội để phê chuẩn làm Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Lý do bổ nhiệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng tiểu ban nhân sự là gì? Việc để ông Trọng lãnh đạo tiểu ban nhân sự phản ánh những ưu tiên, mục tiêu của đảng như thế nào? Tổng Bí thư là người đứng đầu trong Bộ Chính trị. Ông Nguyễn Phú Trọng sắp kết thúc nhiệm kỳ thứ 3 chưa từng có tiền lệ và rất có thể sẽ nghỉ hưu tại Đại hội Toàn quốc lần thứ 14. Ông đã cống hiến toàn bộ sự nghiệp của mình cho việc xây dựng đảng và loại bỏ những quan chức tham nhũng, bất tài và buộc những người khác phải chịu trách nhiệm về cách họ thực hiện chính sách của đảng. Trọng muốn để lại di sản của mình cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc ông được đề cử vào chức vụ trưởng tiểu ban nhân sự cũng như trưởng ban văn kiện cho thấy ông được đa số ủng hộ trong ban chấp hành trung ương. Xây dựng đảng, chống tham nhũng và chống các hiện tượng tiêu cực sẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu của thế hệ cán bộ đảng tiếp theo. Bị liên quan tới cái vụ việc Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ người mẫu Ngọc Trinh, dư luận xã hội ở Việt Nam cũng như người dân khá bất ngờ vì công an bắt tạm giam khởi tố nữ hoàng ngoại y Ngọc Trinh về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngoài những cái cáo buộc đối với người mẫu Ngọc Trinh gây rối trật tự công cộng vì việc điều khiển một cái xe mô tô phân khối lớn với các cái động tác lái xe nguy hiểm, phản cảm, cơ quan công an còn cho rằng người mẫu Ngọc Trinh đã tổ chức việc quay phim biên tập, đăng lại các cái clip biểu diễn xe mô tô phân khối lớn trên các cái tài khoản mạng xã hội và điều đó gây ra các cái tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự không gian mạng. Tuy nhiên thưa quý vị, những cái việc làm bừa kể của công an Việt Nam rõ ràng người ta lo ngại về cái sự ảnh hưởng của một số nhân vật nổi tiếng ở Việt Nam. Điều mà theo dư luận đánh giá, bản chất của vụ việc là cái việc khởi tố bắt giam, làm cái câu chuyện tiếp theo của những nhân vật nổi tiếng, đó là doanh nhân Nguyễn Phương Hằng, nhà báo hàng đi của báo Sài Gòn Giải Phóng, đã bị khởi tố bắt giam theo điều 331 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Họ là những nhân vật có một điểm chung, là những người có tên tuổi nổi tiếng với một số lượng người theo dõi ủng hộ tới con số hàng triệu, và điều đó làm cái nỗi lo ngại bất an của chính quyền Việt Nam. Theo Đài Á Châu Tự Do cho biết, cư dân mạng và người dân khá bất ngờ khi Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam khởi tố nữ hoàng nội y Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng. Ngoài cáo buộc Trần Thị Ngọc Trinh là tên đầy đủ của nữ người mẫu Ngọc Trinh gây rối trật tự công cộng vì điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe nguy hiểm, phản cảm, công an còn cho rằng cô này đã tổ chức quay phim biên tập và đăng lại các clip biểu diễn xe phân khối lớn lên các tài khoản mạng xã hội, gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên không gian mạng. Một số chuyên gia về luật pháp cho rằng, việc đăng tải video lên mạng xã hội của cô Ngọc Trinh là bị quy vào tội gây rối trật tự công cộng là điều hết sức vô lý, và chính việc này mới gây ảnh hưởng xấu đến nhận thức và an toàn xã hội. Luật sư Đặng Đình Mạnh phân tích với RFA sáng 20 tháng 10 năm 2023. Về thông tin chính thức cho rằng cô Ngọc Trinh bị cáo buộc vì hành vi đăng video biểu diễn xe phân khối lớn trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu người theo dõi, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội. Như thế thì hiện trường vụ án, địa điểm mà được xem như là nơi cô Ngọc Trinh phạm tội không phải là trên đường phố, là nơi mà cô ấy điều khiển xe phân khối lớn, thực hiện nhiều hành vi nguy hiểm mà là trên không gian mạng xã hội. Điều này chắc chắn sẽ gây bất ngờ cho tất cả những ai mà từng am hiểu về pháp luật. Điều luật 318 của Bộ Luật Hình sự quy định tội danh gây rối trật tự công cộng thì cho thấy rằng hiện trường vụ án bắt buộc phải là nơi công cộng. Thì với từ ngữ địa điểm được sử dụng trong nhiều văn bản pháp lý có liên quan thì cho thấy nơi công cộng được xác định bằng một nơi chốn cụ thể trên mặt đất chứ không phải trên không gian mạng xã hội
như là cách hiểu của các cơ quan tư pháp hiện nay trong trường hợp họ khởi tố đối với lại cô Ngọc Trinh. Luật sư Mạnh phân tích thêm rằng, với sự bùng nổ truyền thông hiện nay, cùng với chiếc điện thoại di động có nối mạng trong tay, mỗi cá nhân đều có thể là một nhà truyền thông độc lập, thì rõ ràng việc nới rộng, bành trướng khái niệm nơi công cộng, bao gồm cả không gian mạng, đã thể hiện tham vọng lẫn ý đồ không hề đơn giản của cơ quan an ninh. Ông nói tiếp, họ sẽ vươn cái đôi tay trừng phạt dài hơn, sâu rộng hơn, để chấn áp mọi tiếng nói, nhất là tiếng nói đang thu hút sự quan tâm đông đảo của quần chúng. Theo đó, Ngọc Trinh rõ ràng là một nhân vật hết sức là lý tưởng cho vai trò là nạn nhân đầu tiên để mở màn cho sự bành trướng của cơ quan an ninh mà thôi. Qua vụ Ngọc Trinh, dư luận cho rằng cách hành xử của công an, chính quyền, đặc biệt là trong đợt dịch COVID-19 mới là hành vi gây rối trật tự công cộng khi ngang nhiên vào nhà dân lôi dân ra ngoài xét nghiệm. Khi người dân phản ứng thì lập tức bị quy vào tội chống người thi hành công vụ hoặc gây rối trật tự công cộng. Hoặc những trường hợp người dân biểu tình phản đối việc cho Trung Quốc thuê đất, phản đối luật an ninh mạng thì bị bắt, bị kết án tù với tội gây rối trật tự công cộng, mặc dù những cáo buộc như thế từng bị quốc tế lên án. Truyền thông nhà nước trong ngày 20 tháng 10 có nhiều bài viết xung quanh việc khởi tố bắt tạm giam Ngọc Trinh ngay sau khi công an thành phố Hồ Chí Minh đập lệnh bắt giữ. Tờ Thanh Niên cho rằng, việc khởi tố, bắt tạm giam Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông là người dạy Ngọc Trinh lái xe mô tô, được cho là động thái mạnh mẽ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng tại thành phố Hồ Chí Minh. Tờ này cũng dẫn ý kiến của cư dân mạng phản ứng việc bắt nữ người mẫu khi cho rằng có nhiều vụ việc đua xe, lạng lách, đánh võng cũng chỉ bị xử phạt hành chính. Vì vậy, trong trường hợp của Ngọc Trinh có thể chỉ cần xử phạt hành chính. Liên quan việc bắt giữ người mẫu Ngọc Trinh của công an thành phố Hồ Chí Minh với cáo buộc gây rối trật tự công cộng, luật sư Nguyễn Văn Miến hôm 20 tháng 10 cũng cho rằng đây là điều hết sức vô lý. Ông nói với RFA. Đối với một cái người mà người ta gọi là trong giới showbiz hay là người của quần chúng ấy, thì được mọi người quan tâm. Và người quan tâm như vậy thì nó chỉ ở trong không gian mạng thôi. Không phải nào nói là đó là họ gây rối trật tự công cộng, bởi vì gây rối trật tự công cộng đó là gây rối trong một cái không gian ở ngoài không gian xã hội. Chẳng hạn như anh gây rối trật tự công cộng ở ngoài đường thì nó gây kẹt xe bao nhiêu lâu, ảnh hưởng đến cái việc mà hoạt động của các cơ quan của nhà nước, nó gây ra cái tác hại đối với một cái cơ quan nào đó cụ thể. Trước đây thì người ta hay dùng cái tội gây rối trật tự công cộng đối với những người gọi là có chứng kiến biểu tình, những người đó là bản thân họ là xuất phát từ cái hành động là mục đích và có ý nghĩa, chứ không phải là gây rối trật tự công cộng là mục đích của họ là làm ảnh hưởng đến cái sự trật tự công cộng ở ngoài xã hội. Còn đối với lại cô Ngọc Trinh đây, thế thì cái việc mà đăng video trên mạng và nói rằng là cô gây rối trật tự công cộng là một khái niệm này nó rất là hàm hồ, không ai có thể hình dung được. Về việc bị phương luật pháp đã mâu thuẫn ngay tại cái nội hàm của cái điều luật gây rối trật tự công cộng, chứ chưa nói là đi vào từng cái tình tiết một. Cái mục đích của nhà nước đó là gì? Bóp nghẹt về vấn đề mà tự do ngôn luận. Ngày xưa khi mà bất cứ một ai viết một cái gì đụng chạm đến nhà nước thì nó truy cái tội là 117. Khi mà quốc tế lên án dữ quá thì họ chuyển qua một cái, đây là cái điều 31. Nếu như cái vụ cô Ngọc Trinh này là được truy tố thành công và đưa ra xét xử, nó sẽ đưa ra một cái hệ lụy, đó là về sau này ai up lên một cái trên trang mạng hoặc viết một câu chuyện gì đó trên trang mạng thì chụp cho họ cái mũ là gây rối trật tự công cộng. Luật sư Nguyễn Văn Miến lo ngại sẽ có thêm điều luật nhằm hạn chế tối đa quyền biểu đạt của người dân trên không gian mạng bên cạnh điều 117 và điều 331. Điều 117 Bộ Luật Hình sự 2015 quy định tội làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều này được sửa đổi, bổ sung từ điều 88 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Bộ Luật Hình sự 2015 bổ sung thêm một tội mới là tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.
Quy định về tội này được tiếp tục điều chỉnh, sửa đổi tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước kêu gọi xóa bỏ Điều 117, Điều 331. Trong thư chung đề ngày 21 tháng 11 năm 2021, các báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc nêu quan ngại của họ về những điều khoản mơ hồ của Bộ Luật Hình sự và cho rằng điều này dường như không phù hợp với các nghĩa vụ của Việt Nam theo luật nhân quyền quốc tế. Họ nhắc đến các điều phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước là điều 117 và lợi dụng quyền tự do dân chủ là điều 331 được dùng để chống lại những cá nhân chỉ đơn giản thực hành quyền tự do biểu đạt và truyền đạt thông tin. Các báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc kêu gọi Việt Nam xóa bỏ hai điều này vì chúng đi ngược với quyền tự do ngôn luận và lập hội được quy định theo điều 9 và điều 19 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Trong thư phản hồi, Việt Nam khẳng định những việc mà các cơ quan chức năng làm đều tuân thủ luật pháp Việt Nam và tuân thủ Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Theo Bộ Công an, việc kêu gọi xóa bỏ Điều 117, Điều 331 là đòi hỏi phi lý, đi ngược lại với lợi ích chung của toàn xã hội. Tuy nhiên, giới quan sát và dư luận xã hội cho rằng vụ việc bắt giữ người mẫu Ngọc Trinh. Tuy nhiên, thưa quý vị, trong những ngày này, mạng xã hội lại nổi lên tranh cãi khi người ta so sánh việc cơ quan công an đã khởi tố bắt giam người mẫu Ngọc Trinh bởi mức lý do chạy xe mô tô nguy hiểm và câu chuyện đó liên quan gì tới hiện tượng hai anh em nghệ sĩ siếc Giàn Quốc Cơ, Giàn Quốc Nghiệp vừa chạy xe gắn máy vừa chồng đầu trong cái tiết mục biểu diễn siếc ở chung cư phường An Thánh, thành phố Thủ Đức, Sài Gòn, trong khi mạng xã hội cho rằng người mẫu Ngọc Trinh thực hiện những cái hành vi được cho là phản cảm nhưng vẫn đội mũ bảo hiểm, còn anh em nghệ sĩ siếc thì không đội nón bảo hiểm mà còn biểu diễn siếc chồng đầu, đó là một điều cực kỳ nguy hiểm và sự ảnh hưởng của hai anh em nghệ sĩ siếc Giàn Quốc Cơ, Giàn Quốc Nghiệp không kém gì đối với người mẫu Ngọc Trinh. Thậm chí có những người còn so sánh đặt câu hỏi tại sao Bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh họ lại tha bổng cho 4 tiếp viên Việt Nam Airlines, những người đã xách hơn 11 kg chất cấm, trong khi Ngọc Trinh chạy xe mô tô thì khởi tố bắt tạm giam 3 tháng. Tuy nhiên, trước những phản ứng của dư luận xã hội, được biết báo Thanh Niên cho hay một cán bộ của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bày tỏ cho biết cơ quan công an đang xác minh và sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm. Nhưng thưa quý vị, một cái câu hỏi của dư luận thắc mắc đề nghị cơ quan công an phải trả lời cho công luận rõ hành vi của hai anh em nghệ sĩ siếc Giàn Quốc Cơ, Giàn Quốc Nghiệp như vậy nó có liên quan và được tính làm cái hành động gây rối trật tự công cộng hay không, và vì sao những cái vi phạm đó đã xảy ra nhiều tháng trước đây vẫn chưa được xử lý, trong khi người mẫu Ngọc Trinh vi phạm trong việc chạy xe biểu diễn chỉ sau 10 ngày đã bị xử lý bắt tạm giam. Thậm chí có rất nhiều những cái ý kiến mỉa mai cho rằng mấy bạn đừng có đòi công bằng ở Việt Nam, một bên đó là các nghệ sĩ siếc, nghệ sĩ ưu tú, còn một đằng chỉ là người mẫu nội y thì sao xử lý giống nhau được. Dư luận xã hội cho rằng rõ ràng những cái so sánh vừa kể trong vụ việc bắt giam người mẫu Ngọc Trinh trong một cái điều kiện không đáng hình sự hóa, và điều đó đã cho thấy có một sự áp dụng tiêu chuẩn kép trong việc xử lý vi phạm giao thông của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố. Và thưa quý vị, nếu quý vị biết rằng theo định nghĩa tiêu chuẩn kép là cùng một cái sự việc, cùng một hành động nhưng lại đưa ra những cái nhận xét, nhận định, đánh giá theo các chiều hướng khác nhau, xử lý tùy theo cái nào có lợi, phù hợp với mục đích của người cầm cân đẩy mực, song tiêu chuẩn kép chủ yếu để bao biện hay là hợp lý hóa cho các hành vi đặt lên phía còn lại mà thôi. Trong lĩnh vực bảo vệ pháp luật, việc điều tra xét xử các cái vụ án mà nếu áp dụng một cái tiêu chuẩn kép, điều đó đồng nghĩa với việc hai vụ việc giống nhau được xử lý bằng các tiêu chuẩn khác nhau. Và thưa quý vị, đó là một cái hiện tượng rất nguy hiểm. Trong khi Điều 16 Hiến pháp Việt Nam năm 2013 sửa đổi
đã hiến định rõ ràng, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa và xã hội. Theo hiến pháp giải thích nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật, điều đó có nghĩa là nhà nước phải đảm bảo tất cả, mọi người đều có những vị thế khác nhau trước pháp luật và có quyền không bị phân biệt đối xử. Điều đó được thể hiện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, kể cả việc hưởng quyền và thực hiện các cái nghĩa vụ. Đồng thời, luật pháp của Việt Nam như quý vị đã biết luôn luôn khẳng định việc con người sinh ra có thể khác nhau về nhiều mặt, kể cả về địa vị xã hội, nhưng đó không phải là những cái căn cứ để pháp luật phân biệt trong việc thiếu trách nhiệm pháp lý, mà pháp luật Việt Nam quy định bất kỳ một cái tổ chức công dân nào vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý theo các chế tài theo quy định chung. Và thưa quý vị, tại sao vụ việc Ngọc Trinh và vụ việc của hai anh em nghệ sĩ xuất nghệ sĩ siếc lại được đối xử hoàn toàn khác nhau như vậy? Dư luận xã hội cho rằng phải chăng trong một cái chế độ mà Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn trị, chế độ này không do nhân dân trực tiếp bầu ra, nó là lý do Đảng Cộng sản Việt Nam tự tạo ra những đặc quyền đặc lợi để bảo vệ người của chế độ hay những nhân vật ủng hộ cho chế độ? Và thưa quý vị, được biết theo giới quan sát và giới phân tích cho rằng tiêu chuẩn kép được áp dụng rộng rãi trong các vụ án xét xử tham nhũng, và rõ ràng hiện tượng các cái quan chức và những cái bị can từng là quan chức của chế độ được áp dụng theo một cái mức án nhẹ hơn theo với người bình thường, và điều đó đã khiến cho dư luận xã hội hết sức bức xúc. Và thưa quý vị, xin nhắc lại trong tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã khẳng định mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa tạo ra cho họ những cái quyền bất khả xâm phạm, đó là quyền được sống, được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Và thưa quý vị, đó là một cái bài viết của Facebooker Nguyễn Thị Bích Nga, một cái người nổi tiếng trên mạng xã hội, nói về một cái thực trạng xã hội hiện nay. Và chúng tôi hy vọng các quý khán thính giả ở Việt Nam hãy đưa ra những nhận xét về bài viết dưới đây trong tiêu đề Ngon bổ rẻ ở Việt Nam, một cái sự thật hãi hùng bị lộ tẩy và cả xã hội Việt Nam đã bị lừa. Theo tác giả Nguyễn Thị Bích Nga cho biết, một bạn đem tương ớt vào chào hàng, em thao thao bất tuyệt về công nghệ dây chuyền và độ an toàn và kể cả chất lượng thực phẩm sạch. Theo tác giả, tôi cắt ngang và hỏi ớt này trồng ở đâu, em không trả lời được tôi và tôi bảo em đem hàng về đi, chị cảm ơn em, chị không mua vì chị không biết xuất xứ của vật liệu. Có một chị đem giò bò vào giới thiệu bảo rằng đây là hàng ở nhà làm, và chị kể liên mồm nào là thịt của chị tươi mới mổ ra, chị lấy để làm giò nên giò của chị thơm ngon, dai và giòn. Theo tác giả, tôi cắt ngang bao nhiêu tiền một ký, chị bảo tôi 120 ngàn. Tôi cười, em là đầu bếp, chị bán giá đó thì đào đâu ra thịt thăn ngon để giã giò, em không mua. Rồi có một chị bạn rủ tôi đi ăn bún riêu ở phố cổ, khen ngon mà rẻ lắm. Tôi hỏi chị bạn, họ bán bao nhiêu một tô mà chị khen rẻ? Có 20 ngàn, cua đồng ngon lắm em ạ, nước ngọt lịm. Tôi phì cười, chị có nhớ hôm lên nhà em ăn cơm, em nấu một cái nồi canh cua cho chị ăn không? Em mua cua sống với cái giá 150 ngàn một ký, nấu một cái nồi canh 4 người ăn hết vèo. Một ký cua được có 2 tô canh, và từng đó mới đủ ngọt mà không cần phải bỏ bột ngọt hay gia vị. Chị ăn một cái tô bún riêu ngoài chợ 20.000 đồng, chỉ có ăn 80% đậu phụ nghiền trộn với 20% gạch cua, và nước pha bột ngọt chứ lấy đâu ra nước cua thật. Chị nghĩ người bán hàng người ta chịu lỗ để làm từ thiện cho chị hay sao? Theo tác giả Bích Ngà, tôi là dân làm bếp, tôi hết sức hãi hùng khi thấy ở vỉa hè Hà Nội, nhất là khu vực Lò Đúc Trần Cát Trân, người ta bán các cái phô mai que chiên với cái giá 5.000 đồng một que, người ăn nườm nượp.
Tôi gắp vài miếng phô mai tôi nhập hàng từ châu Âu, cận đồng làm thử, giá thành là 11.500 đồng cho một que. Vậy là cái phô mai mà người ta bán ở về Hà Nội hiện nay với một cái giá 5.000 đồng, nó là thứ gì? Nó là hàng Trung Quốc. Họ bán phô mai của Trung Quốc đóng trong một cái hộp cắt sẵn què với một cái giá chỉ có 120.000 đồng cho mỗi ký. Chưa hết, theo tác giả, tôi đi ăn thịt dê với bạn bè. Tôi thích món ngầm dê nướng của một cái quán mà tôi ưa thích. Lần nào tới Hàn tôi cũng gọi và tôi luôn biết đó không phải là ngầm dê. Vì lấy đâu ra ngầm dê mà lắm thế? Tôi gọi bởi vì nó là cái món ăn mà họ ướp tôi rất thích. Gia vị của họ tôi ăn tôi thấy ngon, thế là đủ. Nhưng tôi nói lại để các bạn biết rằng tôi luôn biết trong đầu đó là nó không phải là ngầm dê. Theo tác giả, tôi tham quan làng gốm Bát Tràng. Tôi chạy xe máy lòng vòng khắp làng để tìm một cái nơi sản xuất thực sự và tìm hiểu nơi lấy đất. Một cái thứ đất sét tạo ra hồn cốt của gốm Bắc Tràng bây giờ đang nằm ở đâu, còn hay không? Sao không thấy những cái cảnh tập kết nguyên liệu, không thấy làng Bát Tràng sản xuất gốm sứ mà chỉ có các cái cửa hàng mà thôi. Tôi vẫn mua vì tôi thích đồ gốm, nhưng tôi biết những cái mình mua chắc chắn không phải là gốm sứ Bát Tràng như tên gọi. Tương tự, tôi đi làng Vạn Phúc, cũng đi bằng xe máy, tôi cũng đi lê la. Và cũng chỉ có cửa hàng và cửa hàng. Họ trồng dâu ở đâu, nuôi tằm ở đâu, dệt vải lụa ở đâu. Với một số lượng bán hàng nhiều như thế ở làng Vạn Phúc, thì phải làm cái vùng nuôi trồng dâu chặt tằm rất lớn. Chứ tại sao chẳng thấy gì cả. Trồng dâu, nuôi tằm, lấy kén, kéo tơ, xe sợi là những cái vùng đoạn cực kỳ công phu và vất vả. Và chẳng thể nào có được những cái số lượng nhiều đại trà như làng Vạn Phúc hiện nay. Do đó, giá thành của lụa tơ tằm phải rất cao. Cái giá mà người có thu nhập trung bình khá cũng phải đắn đo khi quyết định mua. Và các loại khăn áo với giá tầm 3 triệu đổ lại thì chỉ có thể là sợi tổng hợp trung cấp. Theo tác giả cho biết, tôi cũng mua vài khăn ở làng Vạn Phúc. Tôi biết nó là sợi tổng hợp mặc dù người bán hàng thề thốt ra sức giới thiệu quảng cáo đó là hàng của làng nghề Vạn Phúc. Theo tác giả, tôi thích thì tôi mua chứ không phải bởi tôi tin hàng cao cấp hay hàng thủ công do người làng làm ra. Cũng vậy, thỉnh thoảng tôi được bạn bè biếu trà và họ cứ khoe với tôi đó là trà Tuyết San hay trà Ô Long. Tôi thường từ chối bởi tôi nói với bạn rằng tôi thích cái chất đắng của trà Thái Nguyên, bởi vì tôi làm quái gì có đủ trà Tuyết San tới lượt các cái loại mà bạn tôi và tôi thường thưởng thức, bởi vì đó toàn những cái hàng giả mạo. Theo tác giả, tôi và nhiều người Việt Nam đã từng trải qua một cái thời đói rách khốn khổ. Giờ đây có cái ăn cái mặc, thì có dư ra một chút xíu thì cũng ham muốn hưởng thụ, nó là một chuyện đương nhiên. Nhưng ta có điều kiện mà để hưởng thụ những cái sản phẩm cấp cao thực thụ không? Tôi e rằng đó không phải là hàng thật. Vẫn theo tác giả, tôi nghĩ đa số chúng ta là không và đã từng được thưởng thức cái ngon cái đẹp thực thụ để có kiến thức và hiểu biết một cách thực sự hay kia. Tôi nghĩ rằng đa số chúng ta chưa biết. Khi chúng ta ăn que phô mai chiên có giá 20.000 thì làm sao biết cách phân biệt so với một cái que phô mai bán chỉ với cái giá rẻ gấp 4 lần tức 5.000 khi chưa từng được sờ tay vào tấm lụa tơ tằm thật để có cảm giác nhận ra một cái độ mát của nó thì dễ dàng nhầm một cái độ lạnh của lụa tổng hợp và coi đó là độ mát. Khi chưa ăn một cái đĩa mì spaghetti đúng vị ngon một cách thực thụ thì bất kỳ một cái đĩa mì spaghetti nào cũng là mì Ý và chưa được ngắm những cái bức tranh tuyệt tác của một cái họa sĩ tài hoa vẽ ra thì tranh nào, kể cả tranh chép bán trên phố Tràng Tiền cũng được coi là những cái tranh đẹp. Cái ham muốn được ăn ngon mặc đẹp, được sang trọng có đẳng cấp, nó đã cuốn hút con người chúng ta ghê lắm, mà mấy ai có thoát được đâu. Và những cái người kinh doanh, họ luôn luôn nắm bắt được một cái tâm lý thích làm sang, mà thiếu kiến thức này của khách hàng chúng ta. Một cái sự dối trá không cần che đậy,
vẫn lừa được biết bao nhiêu người chỉ vì nhiều người thích được nghe những cái lời dối trá một cách ngọt ngào. Và điều đó nó trở thành cái truyền thống của người Việt Nam. Cách mạng lừa họ bằng biết bao nhiêu những cái khẩu hiệu làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Chẳng phải đó đã dụ được quá trời những người tìm theo đó hay không? Chúng ta đừng có chửi ai cả, hãy tự chửi bản thân mình. Bởi chính mình đã ngây thơ, đã hồn nhiên, tự mình bịt mắt, bịt tai, bịt mồm trước những cái sự dối trá của xã hội hiện nay. Và chúng ta còn không dám sống thật với chính mình thì đào đâu ra một cái sự chân thành mà đòi. Thưa quý vị, một cái câu chuyện ngắn, một cái vấn đề xã hội nhưng rõ ràng, nó cũng có những ý nghĩa thức tỉnh, đặc biệt với những người thích hình thức, thích khoe mẽ, cần phải rút ra đó là những cái bài học. Nhiều khi mà những cái cụ già mà cứ nghĩ là mình đang đeo ở trên người những cái đồ sang trọng, nhiều khi không cẩn thận sẽ hơ đấy. Và thưa quý vị, liên quan mối quan hệ Việt Nam Trung Quốc, chúng tôi giới thiệu với quý vị một cái bài viết với tựa đề Ông Võ Văn Thưởng có bị kẹt ở hội nghị Vành đai và con đường hay không? Đây là một cái bài viết của luật sư Lê Quốc Quân. Theo tác giả, ông Võ Văn Thưởng có vẻ đã ghi điểm trong hàng loạt các cái cuộc gặp gỡ quan trọng bốn phương tại hội nghị thượng đỉnh sáng kiến Vành đai và con đường. Đồng thời, ông Võ Văn Thưởng đã tạo một cái ấn tượng tốt cho những cái người quan tâm tới tương lai của đất nước Việt Nam. Họ có thể thở phào khi xem các cái thông tin báo chí chính thống của hai nhà nước, nhưng vẫn phải lo lắng bởi vì Chủ tịch nước Việt Nam ông Võ Văn Thưởng tham dự một cái diễn đàn cấp cao Vành đai con đường lần thứ 3 tổ chức tại Bắc Kinh. Diễn đàn vừa kể quy tụ các cái lãnh đạo và đại diện của 130 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có cả Tổng thống Nga Putin, một kẻ đang bị tòa án hình sự quốc tế phát lệnh truy nã vì tội ác chiến tranh đối với trẻ em Ukraine. Được biết, sáng kiến Vành đai con đường PRI là một cái câu chuyện liên quan tới con đường tơ lụa của thế kỷ thứ 21 mà Trung Quốc mục đích xây dựng một cái tuyến đường nối liền Trung Quốc với cái phần còn lại của thế giới, đã được công bố lần đầu tiên bởi Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình vào tháng 9 năm 2013 trong chuyến thăm Kazakhstan. Được biết, cho tới tháng 6 năm 2023, có đến 152 quốc gia, 32 tổ chức quốc tế đã ký kết hơn 200 văn kiện hợp tác. Nói một cách khác, sáng kiến Vành đai và con đường có một cái tầm ảnh hưởng lên tới 2/3 dân số của thế giới, và nó có khả năng chiếm tới 40% GDP toàn cầu. Nhưng sự bành trướng của Trung Quốc không có giới hạn, dù được che đậy dưới rất nhiều những cái ngôn ngữ mềm mại, nào là con đường tơ lụa, song cả thế giới đều biết một cái dự án vành đai con đường là một cái biểu hiện về sự trỗi dậy đầy tham vọng của Trung Quốc, những cái khoản đầu tư vật chất khổng lồ mà Trung Quốc đang cố áp đặt các giá trị phi vật chất khác của Trung Quốc lên nhiều quốc gia chậm phát triển, trong đó có Việt Nam. Một cái điều nguy hiểm hơn đó là lúc đầu sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc chỉ là một vành đai một con đường, nhưng giờ đây nó đã phát triển thành cả trên đất liền, trên không, trên biển và cả trên không gian số. Đó là những cái lý do vì sao người ta nghi ngại lòng tin làm cho Việt Nam. Lãnh đạo Hà Nội chưa tích cực tham gia vào sáng kiến này, nhưng không thể trì hoãn được lâu hơn, bởi vì Trung Quốc có thể bỏ qua việc Việt Nam. Họ có thể kết nối một cái chuỗi hạ tầng trên bộ kéo dài từ Côn Minh sang Lào qua Thái Lan, tới Malaysia rồi tới Singapore trên đất liền, và điều đó sẽ tạo ra một cái con đường tơ lụa trên biển cắt ngang qua Biển Đông. Và lúc đó Việt Nam có thể kẹt giữa hai gọng kìm, đó là đường trên bộ từ phía Tây, vành đai dưới biển ở phía Đông. Và nếu lãnh đạo Việt Nam không thích hợp với một cái định hướng phát triển hạ tầng ở trong nước trở thành một đoạn cần thiết trong con đường mà Trung Quốc vạch ra, song điều đó phải cẩn thận. Một cái điều nghiêm trọng hơn đó là trên không gian số, hiện nay Việt Nam đang tích cực số hóa các cái dữ liệu xây dựng
các doanh nghiệp số, công dân số, Việt Nam hướng tới một cái xã hội số. Thế nhưng hầu hết các camera giám sát an ninh, những cái thiết bị đầu cuối máy tính và máy móc thiết bị của ngành viễn thông ở Việt Nam hiện nay hoàn toàn do Trung Quốc sản xuất. Đây chính là cái cửa ngõ, theo giới phân tích, để Trung Quốc đổ bộ bằng con đường số, hòng xâm chiếm và kiểm soát dữ liệu các doanh nghiệp, dữ liệu từng công dân Việt Nam và chính phủ Việt Nam. Theo tác giả, Việt Nam hiện nay đã bắt đầu tiến hành định danh công dân, kiểm soát những cái gì biến động của bất kỳ một cá nhân nào, bất kỳ vào thời điểm nào, và tất cả những cái dữ liệu được lưu trữ tập trung tại Bộ Công an. Theo tác giả, chúng ta hãy thử nhắm mắt lại. Nếu cơ quan quản lý dữ liệu Bộ Công an lọt vào tay Trung Quốc thì điều gì sẽ xảy ra? Nói về những cái thách thức của dự án Vành đai và Con đường liên quan tới các cái công trình dở dàng và những cái món nợ của các quốc gia đối với Trung Quốc. Theo giới phân tích, mặc dù Trung Quốc đã đầu tư hàng nghìn tỷ đô la cho các cái dự án Vành đai Con đường, song dự án này cũng tiềm ẩn rất nhiều những cái rủi ro và đang gây những cái nghi ngờ trên diện rộng. Rất nhiều quốc gia cho rằng Trung Quốc thực sự muốn thông qua khuôn khổ Vành đai và Con đường để tạo ra một cái bẫy nợ, đồng thời lôi kéo các cái quốc gia vào quỹ đạo ảnh hưởng của Trung Quốc. Đó là lý do tại sao rất nhiều các cái dự án cơ sở hạ tầng từ đường sắt, đường bộ của Trung Quốc trên toàn cầu tạo ra một cái điều nguy hiểm, đó là thường xuyên chậm tiến độ, phá hủy môi trường. Đó là lý do hầu hết các quốc gia phản đối Việt Nam, dù không nằm trong khuôn khổ Vành đai và Con đường, nhưng dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông là những cái bài học đau đớn, đồng thời cái sự thiếu minh bạch, tham nhũng và hiệu quả thấp trong các dự án Vành đai Con đường, nó đã để lại các cái cỗ máy hành chính hoại loạn và những cái con người chỉ biết đến lợi ích cá nhân. Cán bộ Việt Nam là những cái điển hình. Những cái đồng tiền tham nhũng đó đang tấn công không khoan nhượng, không chỉ Việt Nam mà các quốc gia với các cái nhà nước yếu kém ở Phi Châu và Đông Nam Á. Một cái điều nghiêm trọng nhất đối với Việt Nam đó là nếu như con đường tơ lụa trên biển được xác lập và thực hiện, Trung Quốc sẽ có các cái căn cứ để họ nói rằng họ sở hữu một cái con đường đó từ đầu thế kỷ thứ 15, khi Đô đốc Trịnh Hòa dẫn đầu một cái đoàn thám hiểm đã đặt chân lên những cái vùng biển đảo hiện đang tranh chấp. Đó là lý do một cái bài viết trên tạp chí nghiên cứu quốc tế cho rằng một trong những tranh chấp có thể phát sinh do một cái sự mơ hồ không rõ ràng của những cái nét vẽ tham vọng của Trung Quốc. Đó là đường lưỡi bò trên Biển Đông. Nó đang là một cái bằng chứng của những cái nét vẽ vừa kể. Nó đang tiếp tục làm cái thách thức không nhỏ đối với hàng loạt các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Trở lại câu chuyện Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sau hội nghị sáng kiến Vành đai Con đường. Theo giới phân tích, ông Võ Văn Thưởng tới diễn đàn để có một cái cơ hội thể hiện với lãnh đạo thế giới rằng ông ta là ai và Việt Nam ủng hộ điều gì. Được biết, sau khi đến Bắc Kinh, ông Võ Văn Thưởng đã gặp Tổng thống Nga Putin và hội kiến với ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc, tương đương với chức Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam, trước khi ông Võ Văn Thưởng giữ chiêu đãi toàn thể do ông Tập Cận Bình chủ trì trong ngày 19. Được biết, Chủ tịch Việt Nam đã phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế số và gặp Tổng thống Uzbekistan, Tổng thống Sri Lanka, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Và tối cùng ngày, ông Võ Văn Thưởng đã hội kiến với ông Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngoài ra, mỗi cái cuộc gặp khá quan trọng không bỏ qua, đó là ông Võ Văn Thưởng đã gặp Thủ tướng Campuchia, ông Hun Manet, trong bối cảnh Trung Quốc đang tiến hành đầu tư mạnh mẽ tại Campuchia để khởi động cho một cái kỷ nguyên mới cho cộng đồng chung vận mệnh. Giới phân tích đánh giá cao cuộc gặp của hai nhân vật thế hệ 7X giữ một cái cương vị mới gặp nhau.
trong khi ai cũng biết Trung Quốc và Campuchia cùng chung vận mệnh từ lâu. Họ đang xây dựng những cái cảng quân sự và Trung Quốc đang đầu tư một cái khoản tài trợ tới 1,7 tỷ đô la cho dự án kênh đào Phù Nam, Tích Cổ. Và điều đó sẽ tạo cho Việt Nam nhiều thách thức trong tương lai nếu Việt Nam, Trung Quốc và Campuchia có những cái biểu hiện cơm không lành, canh không ngọt. Một cái điều quan trọng nhất đó là sự lo lắng về một cái chủ nghĩa dân tộc đang trỗi dậy và có sự thọc gậy bánh xe của những cái ông lớn, cụ thể là Trung Quốc. Một cái điều quan trọng hơn, trước khi lên đường rời khỏi Bắc Kinh, Chủ tịch Việt Nam ông Tập Cận Bình có một cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Theo Reuters, ông Tập Cận Bình đã nhắc ông Võ Văn Thường không được quên một cái nguồn gốc về tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đáng chú ý, Reuters cũng trích dẫn ba nguồn tin độc lập cho biết chuyến đi của Tập Cận Bình tới Hà Nội dự kiến vào tháng 10 hay đầu tháng 11 có thể bị hoãn lại đến tháng 12. Trong khi có những cái lo ngại về việc ông Võ Văn Thưởng bị Tập Cận Bình nhắc nhở về cộng đồng tương lai chung, sau khi ông Tập Cận Bình đã nhiều lần nhắc nhở những cái điều vừa kể với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng, đó là lý do nhiều người lo ngại Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng sẽ bị kẹt giữa vành đai con đường sau khi Việt Nam vừa nâng cấp một cái mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ. Trong cuộc gặp với Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhắc với ông Võ Văn Thưởng về việc đối mặt với sự thay đổi nhanh chóng của bối cảnh quốc tế hiện nay, Việt Nam Trung Quốc cần phải có những sự hợp tác theo con đường xã hội chủ nghĩa để xây dựng một cái cộng đồng tương lai chung có ý nghĩa chiến lược. Theo Xinhua, phát biểu vừa kể của Chủ tịch Tập Cận Bình không đề cập tới chữ vận mệnh. Điều đó cho thấy ông Tập Cận Bình và ban lãnh đạo Bắc Kinh đã e ngại và hiểu rằng Việt Nam không muốn gắn vận mệnh chung của họ với Trung Quốc. Và rõ ràng những cái điều vừa kể cho thấy Chủ tịch Việt Nam Võ Văn Thưởng có vẻ đã ghi điểm bằng hàng loạt các cái cuộc gặp gỡ quan trọng. Song một điều ông Võ Văn Thưởng làm được đó là Trung Quốc phải rút chữ vận mệnh ra khỏi quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Song việc Việt Nam có thể tránh một cái mưu đồ về một cộng đồng chung vận mệnh của Trung Quốc, đặc biệt trong một chuyến thăm Việt Nam dự kiến vào tháng 12 tới đây, nó là một cái câu chuyện không đơn giản. Và đó là lý do giới phân tích hết sức e ngại. Và thưa quý vị, xin được nhắc lại những cái sự lo ngại của dư luận xã hội Việt Nam liên quan tới chuyến thăm của Chủ tịch Việt Nam ông Võ Văn Thưởng đối với một cái chuyến thăm Trung Quốc được coi là lành ít dữ nhiều. Và như quý vị đã biết, liên quan tới tình hình Việt Nam, ông Tập Cận Bình cũng bóng gió nhắc tới một số quốc gia không thấy một xu hướng chung trong việc phát triển kinh tế và hòa bình của toàn cầu đã có những cái động thái được cho là thay đổi thái độ. Phát biểu của ông Tập Cận Bình vừa kể nó liên quan gì tới cái câu chuyện mà dư luận xã hội Việt Nam đang đồn đoán? Đó là câu hỏi liệu Chủ tịch nước ông Võ Văn Thưởng có được ghi danh trong cái bảng phong thần các yếu nhân Việt Nam như Trung Quốc hạ độc hay không? Và như quý vị đã biết, sau khi truyền thông nhà nước Việt Nam đưa các cái thông tin cho biết, theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình, Chủ tịch nhà nước Việt Nam ông Võ Văn Thưởng đã lên đường sang Trung Quốc để dự một cái diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế vành đai và con đường lần thứ 3, được tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 17 tới ngày 20 tháng 10. Tuy nhiên, một cái bản tin của Việt Nam Thông tấn xã cho biết đây là một trong những cái hoạt động giao lưu tiếp xúc cấp cao và các cấp diễn ra thường xuyên với các cái hình thức linh hoạt giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đó là lý do tại sao tinh thần của cái bản tin của Việt Nam Thông tấn xã kể trên, theo giới quan sát đánh giá, rõ ràng mang tính hết sức hời hợt, coi sự kiện đó mà lãnh đạo Việt Nam không đánh giá cao, cùng với những cái hình ảnh các cái thông tin của truyền thông Trung Quốc đưa ra về lễ khai mạc diễn đàn Một vành đai một con đường tổ chức vào sáng 17 tháng 10 năm 2023. Rõ ràng dễ dàng cho người ta nhận thấy
Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng đã được nước chủ nhà Trung Quốc bố trí cho một cái chỗ đứng không thể khiêm tốn hơn. Cụ thể, ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Việt Nam, được bàn lãnh đạo Bắc Kinh xếp một cái chỗ đứng ngoài rìa, chỉ còn cách một người ở bên trái bức hình trong buổi lễ khai mạc. Và điều đó đã khiến cho rất nhiều những ý kiến trên mạng xã hội Việt Nam ngao ngắn cảm thán cho rằng lãnh tụ Việt Nam tham dự diễn đàn một vành đai một con đường với một cái tư cách chầu rìa đúng là đúng cả nghĩa đèn lẫn nghĩa bóng. Và thưa quý vị, đó là lý do trước chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sang Bắc Kinh, công luận và mạng xã hội Việt Nam đã đánh giá cho rằng chuyến đi chầu Bắc Kinh của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là một sự kiện lành ít dữ nhiều, không chỉ công luận dấy lên những cái lo ngại về kể, mà một cái câu hỏi đặt ra liệu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sau chuyến thăm Bắc Kinh sẽ mang về nước những cái chỉ lệnh gì của ban lãnh đạo Trung Nam Hải, và liệu Hà Nội sẽ ngày càng lệ thuộc vào Thiên Triều hay không. Bên cạnh đó còn rất nhiều những ý kiến bày tỏ những sự lo ngại liệu Chủ tịch nước ông Võ Văn Thưởng có xảy ra một cái mệnh hệ gì hay không trong chuyến đi thăm Bắc Kinh lần này. Bởi vì người ta đối chiếu với những cái thông tin còn lưu từ tạp chí Cộng sản ngày thứ ba 16 tháng 5 năm 2017. Khi đó tạp chí Cộng sản đưa tin Chủ tịch nước Việt Nam ông Trần Đại Quang tham dự một cái diễn đàn hợp tác cấp cao quốc tế vành đai con đường. Theo đó, vào ngày 15 tháng 5 năm 2017, hội nghị bàn tròn các nhà lãnh đạo trong khuôn khổ diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế về vành đai và con đường đã được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Và thưa quý vị, những cái thông tin vừa kể của tạp chí Cộng sản hoàn toàn phù hợp với một cái điều lâu nay dư luận Việt Nam khẳng định chắc chắn rằng cố Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang đã dính một cái bệnh lạ trong chuyến thăm vừa kể. Đó là chuyến thăm tới Bắc Kinh tham dự một cái diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế về vành đai và con đường được tổ chức vào thời điểm tháng 5 năm 2017. Đó là cái điều tương tự như Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong lúc này. Bất kể có những cái ý kiến đánh giá chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Võ Văn Thưởng, ông Võ Văn Thưởng đã khiến cho các cái đối thủ chính trị như ông Vương Đình Huệ hay ông Phạm Minh Chính phải lo ngại. Bởi Võ Văn Thưởng và Bộ Sậu sang thăm Trung Quốc làm cái tin không tốt đối với Vương Đình Huệ và ông Phạm Minh Chính. Bởi những cái dấu hiệu vừa kể sẽ cho thấy Võ Văn Thưởng mới làm cái nhân vật kế nhiệm chiếc ghế Tổng Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng khi ông Nguyễn Phú Trọng rút lui khỏi chính trường vào cuối Đại hội 13 tới đây. Tuy nhiên có những cái suy đoán của một số đông cho rằng căn cứ vào cái thái độ và cách tiếp đón của ông Tập Cận Bình cũng như ban lãnh đạo Bắc Kinh đối với Võ Văn Thưởng sẽ biết một cái kết quả cuối cùng cũng như tương lai của cái gọi là sáng kiến vành đai con đường cũng như một cái chủ trương cộng đồng chung vận mệnh. Điều muốn Tập Cận Bình bằng mọi giá ép buộc ban lãnh đạo Hà Nội phải chấp nhận tham gia là nếu Võ Văn Thưởng có những biểu hiện không đồng thuận hay không ok theo dư luận xã hội thì Võ Văn Thưởng hãy chuẩn bị về mà lo chuyện hậu sự, nó là câu chuyện không quá sớm. Và thưa quý vị, cách đây ít lâu có những thông tin cho rằng Phó Thủ tướng Việt Nam ông Lê Văn Thành ngã bệnh vào cuối tháng 11 năm 2022, và trước khi ông Lê Văn Thành ngã bệnh tức mắc bệnh lạ có hai sự kiện rất đáng chú ý. Sự kiện thứ nhất đó là chuyến thăm tới Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào cuối tháng 10 năm 2022 khi Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 kết thúc và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một cái lãnh đạo cấp cao đầu tiên của một quốc gia tới Bắc Kinh. Song chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự kiến 3 ngày nhưng đã phải kết thúc trong vòng chưa đầy 2 ngày. Theo giới thạo tin cho biết với cái lý do ông Tập Cận Bình và ban lãnh đạo Bắc Kinh buộc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải ký một cái biên bản ghi nhớ, tức một cái MOU liên quan tới quy hoạch tuyến đường sắt khổ rộng 1435 Hà Khẩu, Lào Cai và Hà Nội. Một cái sự kiện thứ hai đó là một tuần sau, Phó Thủ tướng Việt Nam Lê Văn Thành sang thăm và làm việc tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.
và sau đó ông Lê Văn Thành về nước đột ngột sang Nhật Bản để chữa bệnh. Trong khi đó, mạng xã hội Trung Quốc vào cái thời điểm vừa kể đưa ra những cái thông tin cho rằng ông Lê Văn Thành không chịu ký ghi nhận tức một cái việc chứng thực biên bản MOU giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình, nên đã xảy ra cái cơ sự mắc bệnh lạ. Mà nhiều quý vị đã biết, nhà văn Phạm Viết Đào, cựu trưởng phòng thanh tra của Bộ Văn hóa Thông tin mới đây đã đăng trên trang Facebook cá nhân khẳng định rằng có năm yếu nhân Việt Nam nghi bị Trung Quốc hạ độc, đó là các ông Lê Đức Anh, Nguyễn Bá Thành, Trần Đại Quang, mới đây là Lê Văn Thành và Nguyễn Chí Vịnh. Cả Nguyễn Bá Thành và Trần Đại Quang đều có những cái sự khác thường về sức khỏe sau chuyến thăm Trung Quốc. Những cái điều vừa kể, dư luận xã hội Việt Nam hy vọng sẽ được bạch hóa, nhưng có lẽ phải 5-70 năm tới mọi việc mới được sáng tỏ. Và thưa quý vị, xin được nhắc lại tất cả những cái bản tin liên quan tới những cái tin tức quan trọng liên quan tới tình hình chiến sự giải Gaza cũng như Ukraine ngày hôm nay 23 tháng 10. Trên chiến trường Ukraine, quân đội Nga đã tổn thất tăng tới 90% tại Avdiivka. Truyền thông quốc tế đưa tin cho biết từ ngày 10 đến hết ngày 22 tháng 10, quân đội Nga ở mặt trận Avdiivka đã mất hơn 500 xe bọc thép chiến đấu. Đó là một số lượng xe bọc thép của một cái quốc gia trung bình. Theo giới phân tích, đây là một cái tổn thất không thể phục hồi trong cái thời gian ngắn. Và có thể nói cuộc chiến của Nga tại Ukraine đã bắt đầu hồi cáo chung. Tuy nhiên, ở Trung Đông, quân đội Hoa Kỳ thừa nhận họ đang bị đe dọa mạnh mẽ ở Trung Đông. Và thưa quý vị, cũng liên quan tới tình hình Trung Đông, Bộ trưởng Bộ Công tế Israel đưa ra những cái cảnh báo cứng rắn cho rằng nếu lực lượng Hezbollah can thiệp vào cuộc chiến giữa Israel và Palestine, Israel sẽ tiến hành một cái cuộc tấn công quân sự toàn diện vào Iran, một cái quốc gia hậu thuẫn cho tổ chức Hezbollah. Ngoài ra, giới chức Israel cho biết họ có thể cùng lúc phải chiến đấu ở ba hướng, đó là giải Gaza, Liban và Iran. Nhưng trước mắt Israel chỉ yêu cầu Hoa Kỳ về việc cung cấp các vũ khí có độ chính xác cao. Ngoài ra, Israel nói họ chưa cần tới vũ khí hay đạn pháo thông thường. Và thưa quý vị, những cái điều vừa kể nó liên quan gì tới việc Israel thông báo họ chính thức sử dụng một cái loại đạn súng cối dẫn đường kép chính xác để tấn công giải Gaza nhằm hạn chế thấp nhất sự thương vong cho dân thường. Được biết, theo tiêu chuẩn kỹ thuật của loại đạn súng cối này, nó có một cái mức độ bắn chính xác lọt qua một cái ô cửa sổ theo định vị. Và thưa quý vị, điều đó nó liên quan gì tới thủ lĩnh tối cao của lực lượng Hamas, Jihad Sinwa, mới đây xuất hiện ở những nơi công cộng thường có ba trẻ em đi kèm? Những điều vừa kể theo giới phân tích, thủ lĩnh tối cao Hamas đã sử dụng lá chắn trẻ em để đối phó với việc những cái tên lửa chính xác của Israel có thể tiêu diệt bất kỳ lúc nào, bởi vì lực lượng Hamas hiểu rằng Hoa Kỳ và Israel không thể ra tay bắn giết vào các cái mục tiêu trẻ em. Và thưa quý vị, chúng ta bắt đầu với những cái nội dung liên quan tới tình hình chiến sự Ukraine. Một cái tin tức đầu tiên chúng tôi tới với quý vị, đó là câu chuyện tên lửa của Nga lại tấn công vào cái nhà kho của tỉnh Kharkov, làm cho 6 người thiệt mạng, 14 người bị thương. Những cái điều vừa kể được Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Kharkov, ông Oleg Sinekubov, thông báo trên mạng xã hội Telegram. Vào tối ngày 21 tháng 10, ông này cho biết một hậu quả của cuộc tấn công của quân đội Nga vào khu vực nhà kho Novaposta ở khu vực Kharkov đã làm cho 6 người thiệt mạng, 14 người phải nhập viện trong tình trạng bị thương. Trong số những người bị thương, có những người đang trong tình trạng rất nghiêm trọng. Được biết, các bác sĩ ở Kharkov đang cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho họ. Theo thị trưởng, Kharkov khẳng định đây là một cơ sở dân sự hoàn toàn, có
quân đội Nga đã thực hiện các cuộc khủng bố tiếp theo vào dân thường ở đây. Và thưa quý vị, trong khi đó, những cái thông tin cho biết các phi công điều khiển chiến đấu cơ F-16 của Ukraine sẽ sớm chuyển sang sử dụng. Và hiện nay họ đang thực hiện những chuyến bay đầu tiên cùng với huấn luyện viên nước ngoài. Theo phát ngôn viên lực lượng không quân Ukraine, ông Yuri Gnat đã công bố những cái điều vừa kể trên đài truyền hình quốc gia Ukraine. Theo ông Yuri Gnat cho biết, quân đội Ukraine đã kỳ vọng vào cái nhóm phi công điều khiển F-16 đầu tiên và hiện họ đang được huấn luyện trên các thiết bị mô phỏng hàng không và sẽ di chuyển vào buồng lái của các máy bay huấn luyện trong những cái ngày tới đây. Theo người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine cho biết, các chuyến bay sẽ có các huấn luyện viên hướng dẫn và nó sẽ kết thúc bằng việc lái máy bay độc lập sau khóa huấn luyện. Và thưa quý vị, xin nhắc lại, người đứng đầu cơ quan tình báo của Ukraine cho rằng một khi F-16 xuất hiện trong cuộc chiến tại Ukraine thì tình thế sẽ lật ngược và cuộc chiến đã tới một cái thời điểm đếm giật lùi thời gian liên quan tới tình hình chiến trường Ukraine ở phía đông. Cơ quan tình báo Anh đưa ra những thông tin cho biết tổn thất của quân đội Nga tăng lên 90% sau các cuộc tấn công vào thành phố chiến lược Avdiivka. Những cái điều vừa kể được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh đưa tin trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, dựa theo các cái thông tin của cơ quan tình báo Anh khẳng định tổn thất của quân đội Nga trong cuộc chiến xâm lược Ukraine cho tới nay đã tăng 90% sau khi quân đội Nga nỗ lực tấn công để giành một cái thành phố quan trọng có tên Avdiivka. Trong cái thông báo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh cho biết các cái cuộc tấn công gần đây của Nga vào Avdiivka đã khiến cho các tổn thất của quân đội Nga tăng lên tới 90%. Theo những thông tin tình báo cho biết, Liên bang Nga đã mất từ 100 tới 190.000 binh sĩ thiệt mạng và bị thương kể từ đầu cuộc chiến xâm lược. Và một cái con số bao gồm cả những người bị thương quay trở lại chiến trường dao động ở một cái mức độ 240 tới 290.000 quân. Tài liệu của cơ quan tình báo Quốc phòng Anh cho hay, những con số vừa kể không liên quan tới số lượng lính đánh thuê của lực lượng Wagner trước đây. Và thưa quý vị, một cái tình trạng hiện nay quân đội Ukraine đang lo lắng đó là thiếu những cái máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất mà Ukraine cũng như Nga nhập rất nhiều. Và hiện nay, đối với những cái thiết bị bay tự động, Trung Quốc đã áp đặt những cái lệnh hạn chế xuất khẩu. Theo giới quan sát cho rằng những thiết bị bay tự động có tác động sâu sắc đến cuộc chiến tại Ukraine hiện nay. Và máy bay không người lái được cả hai bên Nga và Ukraine sử dụng với một số lượng rất lớn. Tuy nhiên, việc Trung Quốc mới đây có những cái động thái nhằm hạn chế xuất khẩu đã tạo ra những cái lo ngại cho rằng nguồn cung cấp máy bay không người lái đang gặp vấn đề. Theo đó, nhiều thiết bị tự động được sản xuất thương mại ở Trung Quốc và có thể dễ dàng mua tại các cái cửa hàng. Đây là một cái nguồn cung cấp quan trọng đối với cuộc chiến bởi vì có rất nhiều những cái máy bay không người lái đã bị mất trong cuộc chiến vừa qua. Tuy nhiên, theo giới quan sát cho rằng hiện có những cái chỉ dấu cho thấy số lượng máy bay không người lái và các phụ tùng liên quan do Trung Quốc cung cấp đang giảm đi. Theo những thống kê của các tổ chức tư vấn cho biết, mỗi tháng quân đội Ukraine mất khoảng 10.000 những thiết bị bay tự động cho mỗi tháng sử dụng vào các cái cuộc tấn công. Trong khi đó, có nhiều nhóm tình nguyện viên Ukraine đã góp quỹ để giúp cho quân đội bổ sung các cái nguồn cung cấp. Các cái thiết bị bay tự động dân dụng được sử dụng song song với các cái loại thiết kế nhằm phục vụ cho mục đích quân sự. Chẳng hạn, Ukraine sử dụng các cái máy bay chiến đấu không người lái như Bikarata của Thổ Nhĩ Kỳ, còn Nga sử dụng những cái máy bay cảm tử Shahed của Iran. Và những cái hạn chế mới nhất do chính phủ Trung Quốc đưa ra có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 đã áp dụng cho tất cả các cái thiết bị bay tự động có cái tầm xa và nặng trên 4 kg, cũng như các cái thiết bị liên quan như một số loại máy ảnh các mô đun vô tuyến.
Theo đó, các nhà sản xuất của Trung Quốc hiện đang phải xin giấy phép xuất khẩu và cung cấp những giấy chứng chỉ cho người dùng đầu cuối. Theo giới quan sát cho rằng chính quyền Trung Quốc vốn không lên án việc Nga xâm lược Ukraine và họ nói rằng các thiết bị bay tự động của Trung Quốc cho mục đích dân dụng không được dùng vào mục đích quân sự. Trong khi đó, các tình nguyện viên và binh sĩ Ukraine cho biết những hạn chế mới nhất của Trung Quốc cho tới nay mới chỉ tác động tối thiểu đến cái sự sẵn có của các cái máy bay không người lái, đặc biệt là cái loại Mavic hạng nhẹ rất phổ biến do công ty Trung Quốc có tên DJI sản xuất. Hiện nay, loại máy bay không người lái này được quân đội Ukraine sử dụng rất nhiều trong việc phòng thủ. Tuy nhiên, những nguồn cung cấp linh kiện đã bị ảnh hưởng và quân đội Ukraine đang lo ngại một cái tình trạng có thể trở nên tồi tệ hơn trong tương lai. Người đứng đầu một cái cơ quan quân sự của Ukraine cho biết một cái thay đổi duy nhất hiện nay đó là Ukraine đang tích cực mua bất kỳ một cái số lượng hàng tồn kho nào còn lại trong các cái kho hàng của các cái hãng kinh doanh ở châu Âu. Song bà này thừa nhận, chúng tôi vẫn chưa biết trong tương lai chúng tôi sẽ xử lý như thế nào. Đặc biệt bà này bày tỏ một sự lo lắng về sự sẵn có của các cái bộ phận như máy ảnh tầm nhiệt. Theo đó, vì ngày đang trở nên ngắn hơn đêm, mà điều đó chắc chắn sẽ có tác động đến cái nguồn cung cấp cho quân đội Ukraine và cách tiến hành chiến tranh nói chung. Bởi vì chúng tôi không có nhiều những cái thiết bị bay tự động có thể chụp ảnh tầm nhiệt. Các cái đơn vị của chúng tôi nếu không có, nó đang trở thành một cái tình trạng bị mù vào ban đêm. Đó là lý do các cái kỹ sư của Ukraine đang nghiên cứu cải tiến các cái mẫu đã mua. Và đó theo họ chỉ là những cái trở ngại mới nhất mà các cái tình nguyện viên mua thiết bị bay tự động cho cả Nga và Ukraine đang phải đối mặt hiện nay. Song giới chức quân sự Ukraine tin rằng việc hạn chế xuất khẩu máy bay không người lái của Trung Quốc nó có thể kích thích việc sản xuất các cái máy bay không người lái ở Ukraine. Trong cái cuộc điều tra mới nhất của New York Times cho biết các cái công ty của Trung Quốc trong những cái tháng gần đây họ đã cắt giảm doanh số bán các cái máy bay không người lái và linh kiện cho Ukraine. Nhưng điều đó không chỉ tạo cho Ukraine chịu ảnh hưởng, mà thậm chí truyền thông Nga ngày 1 tháng 9 đã thừa nhận những cái hạn chế của chính quyền Trung Quốc áp đặt đối với việc xuất khẩu các cái thiết bị bay tự động. Nó đã làm phức tạp nghiêm trọng một cái nguồn cung cấp cho quân đội Nga và dẫn tới một cái tình trạng thiếu một số bộ phận chẳng hạn như máy ảnh tầm nhiệt. Trong những trường hợp không có nguồn mua trực tiếp, quân đội Nga hiện nay phải mua thông qua các cái quốc gia Trung Á như Kazakhstan. Các quốc gia Trung Á còn khiến cho mọi việc trở nên phức tạp hơn bằng cách thắt chặt các cái quy định nhập khẩu các cái máy bay không người lái của chính họ để giảm thiểu các cái tác động và hạn chế của Trung Quốc. Các cái tình nguyện viên của Ukraine hiện nay được biết họ rất bận rộn trong việc tìm kiếm các cái lựa chọn để thay thế sản xuất ở các cái quốc gia khác cả phương Tây, thậm chí ngay bản thân Ukraine. Được biết hiện nay có một số công ty khởi nghiệp của Ukraine đang tiến hành chuẩn bị triển khai sản xuất những cái động cơ cho thiết bị bay tự động. Giới kinh doanh Ukraine lạc quan về một cái tương lai cho rằng những cái hạn chế của Trung Quốc sẽ có những cái tác động đến tình hình chung. Song về lâu dài chúng tôi có thể tự đảm trách bởi điều đó nó sẽ kích thích sản xuất ở Ukraine hiện nay. Được biết trong cuộc chiến ở Ukraine làm cuộc xung đột vũ trang đầu tiên mà các cái máy bay không người lái được sử dụng rộng rãi với một số lượng lớn và cả hai bên tham chiến tức Nga và Ukraine họ đều có những cái quyết tâm duy trì điều vừa kể. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta chuyển sang phần bản tin liên quan tới tình hình Trung Đông. Một cái bản tin với tựa đề Hoa Kỳ đã nhận thấy các nguy cơ xung đột ở Trung Đông leo thang và điều đó đang đe dọa quân đội Mỹ. Đây là một cái bản tin của Reuters. Theo Reuters, Hoa Kỳ nhận thấy một cái viễn cảnh các cái cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào quân đội Mỹ ở Trung Đông
và cuộc chiến Israel-Hamas sẽ lan rộng, theo các giới chức ngoại giao quốc phòng Hoa Kỳ đưa ra những cái nhận định vào ngày 22 tháng 10. Đó là Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Antony Blinken và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ông Lloyd Austin nói rằng Hoa Kỳ hoàn toàn không muốn chứng kiến cái cuộc xung đột ở Trung Đông lan rộng, theo Ngoại trưởng Blinken nói với kênh truyền hình NBC, nêu rằng hành động của Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ có thể gây ra sự leo thang. Đồng thời, ông Blinken nói rằng Hoa Kỳ hy vọng sẽ có thêm các cái con tin được thả từ lực lượng Hamas, một cái nhóm chiến binh đã tổ chức tấn công với Israel vào ngày 7 tháng 10, giết chết 1.400 dân thường. Và kể từ đó, Israel đã thực hiện các hành vi trả đũa bằng các cái cuộc không kích chết người vào dải Gaza, một cái khu vực dài 45 cây số với 2,3 triệu dân nằm dưới sự cai trị của lực lượng Hamas kể từ năm 2006. Trong khi các cái quan chức của Palestine cho biết các cái cuộc không kích của Israel trong các tuần vừa qua đã làm cho 4.700 người thiệt mạng, Ngoại trưởng Austin đã đưa ra các bình luận khi cho rằng chúng tôi lo ngại về một cái khả năng leo thang. Trên thực tế, những cái gì chúng tôi đang thấy nó làm cái nguy cơ gia tăng đáng kể cho các cái cuộc tấn công nhằm vào quân đội và người dân của chúng tôi trên khắp khu vực. Đồng thời, Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói thêm, bất kỳ một cái nhóm hay một cái quốc gia nào đang tìm cách mở rộng cuộc xung đột và lợi dụng tình hình hiện nay, thì một cái lời khuyên của chúng tôi là đừng có dại dột, vẫn theo Reuters. Trong khi đó, quân đội Israel tiếp tục yêu cầu người dân ở dải Gaza di chuyển xuống phía nam. Người Palestine tại dải Gaza cho biết họ đã nhận được những cái cảnh báo mới từ quân đội Israel về việc phải di chuyển từ phía bắc tới phía nam của dải Gaza. Đồng thời có những cái cảnh báo đối với họ rằng họ có thể bị coi là có cảm tình đối với tổ chức khủng bố Hamas nếu họ cố gắng ở lại. Theo Reuters, thông điệp được gửi dưới dạng tờ rơi có ghi tên và biểu tượng của lực lượng phòng vệ Israel kể từ ngày 21 tháng 10 và những cái truyền đơn đó được gửi tới người dân qua các cái tin nhắn âm thanh trên hệ thống điện thoại di động trên khắp dải Gaza, một cái lãnh thổ hẹp chỉ dài 45 cây số. Trong tờ rơi có đoạn cảnh báo khẩn cấp tới người dân dải Gaza: sự hiện diện của bạn ở phía bắc Wadi Gaza khiến tính mạng của bạn sẽ gặp nguy hiểm. Bất kỳ ai chọn không rời nhà cửa khu vực phía bắc dải Gaza đến phía nam thì có thể bị coi là đồng phạm của tổ chức khủng bố. Được biết, Israel đã tổ chức không kích dải Gaza kể từ khi nhóm chiến binh Hamas đã tiến hành một cuộc đột kích gây chết người trên đất Israel vào ngày 7 tháng 10. Sau đó, Israel đã tập trung lực lượng quân đội, thiết bị quân sự tới biên giới với dải Gaza để chuẩn bị cho các khả năng tấn công của họ trên bộ. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố mới nhất rằng họ không có những ý định coi những người chưa sơ tán là thành viên của nhóm khủng bố Hamas. Đồng thời, quân đội Israel nói thêm rằng họ không nhắm vào mục tiêu dân thường. Trong thông báo ghi rõ để giảm thiểu hiện những sự thiệt hại cho dân thường, quân đội Israel đã gửi các yêu cầu tới người dân ở khu vực dải Gaza, yêu cầu họ sơ tán về phía nam, khu vực Wadi Gaza. Và thưa quý vị, xin nhắc lại, trước đây quân đội Israel cũng đã thúc giục người Palestine phải khẩn trương, nhanh chóng di chuyển về phía nam. Mặc dù người dân Palestine hầu hết cho biết họ chưa được thông báo rằng họ có thể bị coi là những người cảm tình với lực lượng khủng bố nếu không làm như vậy. Và họ cũng nói với Reuters rằng việc di chuyển về phía nam đang chứa ẩn rất nhiều những cái rủi ro trong bối cảnh các cái cuộc không kích và các cái khu vực ở phía nam cũng bị tấn công. Được biết, rất nhiều gia đình người Palestine đã rời Gaza về phía nam cho biết họ đã mất người thân trong các cuộc không kích của Israel vào phía nam dải Gaza. Đó là lý do dân chúng Israel hết sức lo ngại, không chịu sơ tán.
Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào tạm biệt. Bye bye quý vị.